Hello, xin chào các bạn Mời bạn theo dõi tiếp những diễn biến của giải cờ vua trẻ thế giới Fiji 2024 Như các bạn đã biết, sau vòng đấu thứ bảy, Kỳ thủ 14 tuổi của chúng ta Đinh Nho Kiệt chạm trán với ký tướng quốc tế người Kazakhstan là Ega Mamedov Không hiểu trên chat.com cập nhật kiểu gì mà Kiệt lại bị thua trong khi thế cờ vẫn đang cân bằng Bạn nào là bạn của Kiệt mà biết sự tình thì có thể comment dưới video để mọi người cùng nắm được nhé Do thua vòng đấu thứ 7, Doanh Kiệt đã bị đối thủ san bằng điểm số là 6 điểm. Sang vòng 8, Kiệt chạm trái đối thủ người Trung Quốc là Giang Hao Chen. Kết quả ra sao? Mời các bạn theo dõi ngay số đây. Ván này, Đinh Nho Kiệt được cầm quân trắng đi trước. Em mở màn với nước tốt D4. Giang Hao Chen đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, đen đi tốt E6. Trắng phát triển mã C3. Đen phi tướng đến B4 ghim mã trắng, hình thành khai cuộc phòng thủ Nimzo Ấn Độ. Trắng đi hậu C2 bảo vệ mã và ngăn mã đen E4 Đen theo kế hoạch nhập thành Trắng để tốt A3 đuổi tượng đen Không muốn mất công chạy tượng trên tượng đen ăn mã trắng Chiếu Hậu trắng lại tượng đen Đen để tốt D5 gã đổi Đối tốt thì tốt đen sẽ ăn lại mở đường cho tượng phát triển Lại tạo rô tiền đồn cho mã đen nhảy lên E4 Trên trắng không đổi tốt đen Mà phi tượng G5 ghi mã đen Đen để tốt H6 đuổi tượng trắng Trắng chạy tượng H4 vẫn duy trì ghi mã đen Tốt đen ăn C4 Hậu trắng ăn lại C4 Đen để tốt B6 mở đường cho tượng phát triển Trắng bình xe D1 Đen lên tượng A6 tấn công hậu trắng Trắng chạy hậu A4 Đen lên hậu D7 gạ đổi hậu Nếu trắng đổi hậu với đen Thì sẽ tiện đường cho mã đen phát triển Và liên kết song xe Trên trắng không đổi hậu mà lùi tiếp hậu về C2 Đen nhảy mã D5 chiếm lĩnh trung tâm Trắng phát triển mã F3 đen bình xe C8 Trắng nhảy tiếp mạng E5 tấn công hậu đen Đen chạy hậu E8 Trắng đẩy tốt E4 tấn công mã đen và gạ đối tượng Để đổi ngay tượng với trắng Vua trắng lại tượng đen và bị mất nhập thành Đen chạy mã E7 Trắng sang hậu E2 Ở đây đen có thể đẩy tốt F6 Đuổi quân mã trắng đang chiếm lĩnh trung tâm Nhưng thực tế thì đen nhảy mã D7 Gạ đổi quân mã mạnh ở trung tâm của trắng Trắng không đổi má với đen mà lùi mã về C4 để nhìn vào G6 tấn công tượng trắng Trắng chạy tượng G3 Đen để tốt F5 gạ đổi Nhằm phá cặp tốt trung tâm của trắng Lại mở cột F ra để dễ dàng tấn công vua trắng Trắng không đổi tốt đen Mà lại hậu F3 Đen cũng chưa đổi tốt trắng Mà lại hậu F7 Dọa đẩy tốt xuống F4 Bắt chết tượng trắng Ngoài nếu trắng đổi tốt đen Thì cột E được mở thông cho xe đen qua E8 kiểm soát Tốt đen vẫn dọa xuống tiếp F4 Bắt chết tượng Do đó trắng không đổi tốt đen mà để tốt H4 mở đường cho tượng tẩu thoát. Đen hoạch để tốt F4 tấn công tượng trắng. Nếu trắng chạy tượng với H2 thì đen sẽ để tốt E5 bảo vệ F4 và mở đường cho hậu tấn công mã trắng. Trắng chạy mã D2 thì mất tốt D4. Mà trắng để tốt D5 thì mã đen H4 và tấn công hậu đều không có lợi. Do đó ở ván cơ thực tế trắng không chạy tượng mà để tốt H5 tấn công mã đen chạy mã thì mất tốt f4 nếu đen không chạy mã mà để tốt e5 bảo vệ f4 và mở đường cho hậu tấn công mã trắng trắng đẩy tốt d5 giờ đen mới chạy mã về f 7 trắng chạy tượng h4 đen nhảy mã lên c6 chuẩn bị nhảy tiếp d4 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công hậu trắng nếu tốt trắng ăn mã đen thì hậu đen ăn lại mã trắng chiếu bắt tốt c6 chạy vua thì mất tốt Nước tốt nhất cho đen là có hậu cản chiếu gạ đổi hậu và trồng quân xe tấn công mã đen. Đen chắc chắn phải đổi hậu trắng. Xe trắng lại hậu đen. Đen chạy mã C5 tấn công xe trắng. Trắng chạy xe D5. Mã đen an E4. Xe trắng ăn E5. Ván cờ cân bằng. Trở lại ván cờ thực tế. Trắng không ăn mã đen mà lên hậu G4 tránh bị mã đen tấn công. Đen nhảy mã D4 chiếm lĩnh thương. Trắng lên xe 3 đưa nốt quân xe trong góc ra ngoài tham chiến. Đen để tốt b5 đuổi mã trắng, trắng chạy mã a5 chuẩn bị nhảy tiếp lên c6 gạ đổi quân mã mạnh của đen. Lúc này thì đen nên đẩy ngay tốt c5 mở đường cho xe kết hợp với mã ngăn mã trắng c6. Trắng bắt tốt qua đường thì đen mới nhảy mã c5 tấn công tốt trắng e4. Đen sẽ có nhiều không gian hoạt động để di chuyển quân, cột c được mở ra cho xe kiểm soát. Còn tốt ở c6 thì bắt lúc nào cũng được. Tuy nhiên thực tế đen không đẩy tốt c5 mà vội vã nhảy ngay mã c5 tấn công tốt trắng e4 và đây là một sai lầm bởi vì tốt c7 không đẩy lên được nên khá là bí chớp xa này trắng có xe e1 bảo vệ tốt đen giờ chỉ đẩy được tốt c6 gạ đổi tốt và đây tiếp tục là một sai lầm nếu tận dụng được xe này trắng nên mình sẽ c3 tấn công mã đen đen có hai phương án là chạy mã a4 hoặc là lấy tốt ăn d5 mở đường cho xe bảo vệ mã nếu tốt đen ăn d5 thì mã đen bị ghim trắng bình tiếp xe c1 xong xe kết hợp tấn công mã đen đèn chắc chắn mất mã nên không thể lùi mã về e6 lấy cái xong mã được vì tốt trắng ăn lại d5 tấn công mã đen kiểu gì đen cũng mất mã còn nếu đen ngoan cố lùi hậu về f8 bảo vệ mã thì tốt trắng cũng vẫn ăn d5 rồi để tốt b4 bắt chết mã đen trường hợp Đen chạy mã A4 tấn công lại xe trắng thì mã trắng ăn C6 và phế luôn con xe. Mã đen ăn xe trắng thì mã trắng E7 chiếu bắt lại xe đen. Đen chạy vua, mã trắng ăn xe đen. Đen chạy mã về A4, trắng bình xe C1 bảo vệ mã và kiểm soát cột C Xe đen bị mắc kẹt trong góc bàn cờ, lợi thế vẫn nghiêng về bên trắng. Đen mà có dại dột lấy mã ăn B2, tưởng rằng lãi được tốt nhưng trắng lùi mã về D6 tấn công hộ đen. Đen chắc chắn mất hậu bởi vì nếu chạy hậu thì chỉ có thể chạy về G8 Mà xe trắng C8 chiếu Rồi hậu trắng C8 chiếu hết Trở lại ván cờ thực tế Do thế cờ khá phức tạp Và thời gian cũng không còn nhiều Nên Đinh Nho Kiệt đã không bình xe C3 Em lại vội vàng đổi luôn tốt với đen Và đây cũng là một sai lầm Nếu tận dụng được sai này Đen nên lấy xe C7 ngăn tốt trắng tiến xuống Hoặc lấy mã ăn về luôn cũng được nhưng thực tế đen lại đi hậu E6 gạ đổi hậu Và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ Chốt với gọi lại Hậu trắng lại đen chiếu Mã đen ăn lại của trắng Trắng bình xe C3 bảo vệ tốt thông Đen lên xe C7 chuẩn bị trồng hai xe tiêu diệt tốt thông của trắng Trắng trồng xe trước quyết bảo vệ tốt thông Đen bình xe C8 Giờ đen có 3 quân tấn công nhưng trắng cũng có 3 quân bảo vệ Cho đen không làm gì được Trắng để tốt e 3 bảo vệ tốt e 4 và mở đường cho tượng lùi về F2. Đen lên vua F7 bắt đầu tích cực vua vào trận. Trắng nhảy mã B7 thí luôn tốt thông. Nhưng nếu đen dại dột ăn tốt trắng là mã trắng để 6 chiếu bắt xe ngay. Đen chạy xe sang B8 tấn công mã trắng. Mã trắng vẫn đen 6 chiếu. Đen chạy vua F8. Lúc này trắng nên nhảy mã về lại B7 bịt cột B. Không cho xe đen có cơ hội lên B6 dồn quân tấn công tốt thông của trắng nhưng thực tế trắng lại lùi tổng về f2 tấn công mã đen tức là đen lấy xe b6 song xe kết hợp tấn công tố trắng trắng lùi mã về f5 tấn công mã đen và gạ đổi mã đổi mã thì mất xe đen bền đẩy tốt b4 tấn công xe trắng trắng không chạy xe mà đổi mã với đen dọa ăn tiếp mã đen chịu bắt xe lúc này đen nên lấy tốt ăn lại mã trắng và tấn công xe trắng trắng sẽ phải chạy xe để đổi đôi trắng Nói chung trắng vẫn chiếm ưu thế nhưng mà đen vẫn đánh được. Tuy nhiên thực tế, đen không lấy tốt ăn lại mã trắng mà lấy mã ăn lại mã trắng. Hôm nay trắng nên chạy xe C4, nhưng mà trắng lại quá đà chạy xe C5 tấn công tốt đen A5. Đáng ra đen nên nhảy mã B3 tấn công đôi hai xe của trắng ngay. Nhưng mà đen lại lấy tốt ăn A3. Hôm nay trắng nên đổi ngay tượng lấy mã của đen nhưng mà trắng lại lấy tốt ăn lại a3 tức là mã đen b3 tấn công đôi hai xe của trắng trắng chạy xe d1 mã đen ăn xe trắng tượng trắng lại mã đen chiếu đen chạy vua 7 tượng trắng ăn xe đen tốt đen ăn lại xe trắng nếu trắng lên xe d7 chiếu thì đen đổi xe và sẽ bắt được tốt thông của trắng cho nên trắng đi xe d6 bảo vệ tốt thông đen qua xe a7 gây sức ép lên tốt trắng a3 trắng lùi xe về d5 tấn công tốt đen e5 để tốt e4 trở thành tốt thông nếu xe đen ăn A3 thì xe trắng ăn E5 Đen có xe C3 tấn công tốt trắng Thì xe trắng E5 chiếu bắt tốt E4 Trắng vẫn lợi hơn đen Một tốt, cấu trúc tốt cũng đẹp hơn Do đó đen không dám ăn tốt trắng A3 Mà đi vua F6 bảo với tốt E5 Thực ra đen lên vua E6 thì sẽ hay hơn Trắng chạy xe D8 thì đen sang xe C7 Sẽ bắt được tốt thông của trắng Nhưng mà thôi đi vua F6 cũng được Trắng đi xe D8 Đen qua xe C7, trắng lùi xe về D6 chiếu. Đen chạy vua E7 tấn công lại xe trắng. Trắng chạy xe G6, đen qua vua e 7 <laughs> này trắng nên duy trì quân xe bảo vệ tốt thông và lên dần vua sang E2, D2. Đen có xe A7 thì trắng sang vua D2, xe đen A3 thì trắng để tốt C7. Đen không thể qua xe C3 được và sẽ phải lùi xe về A8 phòng thủ. Xe trắng ăn B6 đen sang xe C8 kết với vua sẽ bắt được tốt thông của trắng. Nhưng đổi lại thì chắc chắn các tốt bên cánh vua sẽ không giữ được. Còn nếu vua đen ở bên cánh vua thì trắng sẽ lên dần vua để bảo kê cho tốt C7 phong cấp. Kiểu gì trắng cũng giành chiến thắng. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế, trắng không đi vua E2 mà lại đi vua G1 tìm cách men đường theo cánh vua lên trên. Và đây là một sai lầm nghiêm trọng một nước đi blunder. Chốt ram này, đen có xe A7 tấn công tốt trắng A3. Trắng lên vua H2, xe đen ăn A3. Nếu trắng để tốt C7 thì đen có xe C3 bắt tốt là xong. Trắng đã đâm lao thì phải theo lao, đánh lên tiếp vua H3, đen xuống xe A2. Trắng mà lên tiếp vua G4 là mất tốt ngay. Trắng đánh đẩy tốt C7, đen qua xe C2, xe trắng ab 6 xe đen ac C7, trắng lên vua G4 đen xuống xe C2, trắng lên tiếp vua F5, xe đen ăn G2, xe trắng B7 chiếu, đen chạy vua G8, vua trắng ăn f 5 xe đen G5 chiếu, bắt tốt H5. Nếu vua trắng ăn F5, à ăn F4, thì xe đen ăn H5. Vua trắng bị kìm kẹp không thể ngóc đầu lên được khỏi hàng ngang số 5. Vua đen cũng không thể ngóc đầu lên được hàng ngang số 7. Ván cờ chắc chắn sẽ hoa. Do đó, trắng không ăn tốt đen mà có lựa chọn chính xác là chạy vụn D6 bảo kê cho tốt tiến lên. Xe đen ăn H5, trắng đẩy tốt E5, để lùi xe về H1, trắng đẩy tốt E6, xe đen D1 chiếu, trắng chạy vua E7, để lùi xe về D5, duy trì không cho vua trắng thò đầu ra ngoài. Ngoài trắng đi qua xe D7 gạ đổi xe, để chắc chắn không dám đổi xe trắng, mà sẽ phải chạy xe, chạy E5 chẳng hạn. Mà có chạy đi đâu thì xe trắng vẫn D8 chiếu buộc vua đen chạy lên h7 trắng dịch vụ sang d6 mở đường cho tốt phong cấp đen chạy xe a3 trắng đẩy tốt e7 xe đen d3 chiếu trắng chạy vua e6 xe đen d3 chiếu tiếp trắng chạy vua f7 là đen hết chiếu vua đen chắc chắn phải phế xe diệt tốt thông của trắng để kéo dài cái nỗi đau ra thêm tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng không qua xe d7 gạ đổi xe mà lại xuống vua e8 và đây là một sai lầm nếu tận dụng được sai lầm này đen lên lùi xe về d3 tấn công tốt trái f3 trắng đẩy tốt e7 thì đen đẩy tốt g5 trắng qua xe d7 gạ đổi xe thì xe đen ăn 3 trắng qua vua d8 cho tốt phong cấp thì đen qua xe f3 cũng mở đường cho tốt phòng cấp tốt trắng phòng hậu thì đen phế xe ăn hậu trắng vua trắng lại xe đen thì đen để tốt f3 trắng sang xe 7 thì đen để tốt g4 một mình xe trắng không thể ngăn cản được ba tốt của đen phòng cấp sẽ phải co kéo thời gian để vua xuống hỗ trợ nhưng mà khi đó thì vua đen cũng thoát được khỏi hàng số 8 lên hỗ trợ cùng ba tốt. Thế cơ này máy tính nó đánh giá ván cờ sẽ hoa. Trở lại ván cờ thực tế. Mặc dù tàn cuộc còn ít quân nhưng lại rất khó tính toán được sâu xa đến như vậy. Do đó đen đã không lùi xe về D3 mà lại đẩy tốt H5. Và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu tận dụng được cơ hội này, trắng nên có thể D7 gã đổi xe sẽ giành được chiến thắng như chúng ta phân tích bạn ấy. Tuy nhiên, trắng không qua xe D7 mà lại vội vã đẩy tốt E7, đây cũng là một cơ hội bị bỏ lỡ. Trước cái cơ hội này, đen đẩy tốt G5, trắng giờ mới sang xe D7 gã đổi nhưng mà đã quá muộn, đen chạy xe A5, dọa là trắng mà dịch vô sang D8 để tốt phòng cấp nó xuống A8 chiếu ngay. Trắng xuống xe D6 mở đường thoát cho vua và chờ đợi xe đen A8 chiếu. Nhưng ngoài nếu xe đen A8 chiếu thì xe trắng cản chiếu gạo đổi xe. Đen chạy xe A7 ngăn vua trắng ngóc đầu lên thì trắng dịch xe sang C8 mở đường cho vua sang D8 để tốt phong cấp. Đen vô phương chống đỡ. Do đó ở ván cao thực tế, đen cũng rất tỉnh khi không xuống xe A8 mà về lại xe A5. Hôm nay mặc dù có xe che chắn nhưng trắng không thể dịch vua sang để cho tốt phong cấp được Bởi vì vua đen sẽ tiếp cận được gồm F7 Trắng đành qua xe H6 tấn công tốt đen 5 Đen đẩy tốt H4 tránh đòn Trắng đi vua D7 Nếu xe đen D5 chiếu thì trắng chạy vua E6 Và chắc chắn tốt trắng sẽ biến hình được thành siêu xây ra Do đó đen tiếp tục rất tỉnh Khi đi vua F7 kết đầu xe bắt chết tốt thông của trắng Mất con tốt thông này thì chắc chắn trắng sẽ toang xe trắng đành H7 chiếu, đen chạy vua G8 tấn công lại xe trắng, trắng chạy xe 6 vua đen lại F7, xe trắng lại H7 chiếu, vua đen lại G8. Trắng đi vua D6 tấn công xe đen, đen chạy xe E3 vẫn duy trì ngăn tốt trắng phong cấp. Trắng đi xe 5 tấn công tốt đen G5, vua đen lại E7. Nếu xe trắng H7 chiếu thì vua đen lại G8. Còn xe trắng ăn G5 thì xe đen ăn E7 kiểu gì vẫn cứ hòa. Do đó biết là có cố gắng Cũng chỉ hòa cơ mà thôi Hai kỳ thủ bắt tay nhau chấp nhận kết quả hòa Như vậy ván này mặc dù có lợi thế rất lớn để giành chiến thắng Nhưng mà tàn cuộc khá là phức tạp Cho nên Đinh Nho Kiệt đã bỏ lỡ chiến thắng Sau vòng 8 có 4 kỳ thủ cùng được 6,5 điểm Trong đó hai đại diện của Việt Nam là Đinh Nho Kiệt Và kỳ thủ 13 tuổi Dương Vũ Anh Mặc dù mới 13 tuổi nhưng Dương Vũ Anh cũng thể hiện phong độ khá tốt em nó xuất sắc hòa với kiện tướng quốc tế người Ba Lan ở vòng 6, thắng liên tiếp hai ván ở vòng 7 và vòng 8 để lọt vào top đầu. Liệu rằng tuyển Việt Nam của chúng ta có giành được huy chương vàng hay không? Mời các bạn đón xem trong những video tiếp theo nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.